Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và như các bạn đã biết, trong lúc thi đấu và tập luyện thì mình có được Yonex tài trợ. Và có rất nhiều bạn hỏi mình là được Yonex tài trợ những đồ gì, như thế nào. Thì trong năm 2020 vừa rồi thì vì là dịch bệnh Covid bùng phát nó khá là phức tạp, nên là các giải cầu lông trên thế giới cũng phải hoãn, mà bên công ty bên Singapore, bên công ty Yonex tài trợ cho mình cũng phải ngừng làm việc. Thì mãi vừa rồi cái giải Đan Mạch Open thì vừa mới tổ chức, thì bên công ty ở bên Singapore họ cũng mới hoạt động trở lại, thì họ mới có điều kiện gửi cho mình đồ tài trợ. Thì cũng vừa sáng nay cái thùng đồ tài trợ của Yonex cũng vừa mới ship từ sân bay Nội Bài về đến nhà mình. Thì trong video lần này mình sẽ quay một cái video đập hộp thùng đồ tài trợ của Yonex. Họ tài trợ cho mình là có những gì. Đây là thùng đồ tài trợ Yonex vừa mới gửi cho mình. Thì vừa mới được ship đến nhà mình sáng nay. Từ sân bay Nội Bài ship đến nhà mình sáng nay thì mình cũng chưa biết ở trong đó là có những gì. Thì sau đây mình sẽ cùng mọi người mở nó ra xem nhé. Đây. Đầu tiên là đôi giày. À, đây họ gửi cho mình đôi giày 65ZM2. À, cũng là đôi giày mình đang đi. Bây giờ mình đang đi thì mình đi màu đen. Thì họ gửi cho mình màu này. Mình chỉ yêu cầu là 65Z thôi, còn họ gửi màu gì là tùy của họ. Và tại vì sao mình thích đôi này? Tại vì cái đế của nó rất chi là êm. À, đôi giày này cũng khá là bền. Đây là đôi giày. Và mình đi là size 41 nhé mọi người nhé. Thì ở trên này có ghi 26,5 size 41. Đây là một đôi giày nữa. Là hai đôi giày. Nó cũng giống nhau mọi người ạ. Đây, y hệt nhau nhé. Thứ hai là vợt. Vợt họ gửi cho mình là 88D bản cũ. Thì mình có yêu cầu gửi bản cũ. Mình ghi rõ yêu cầu bản cũ tại vì mình có đánh thử qua cái bản 88D mới ấy, thì nó không được vừa tay thích hợp cho mình lắm. Thì mình vẫn yêu cầu họ gửi bản cũ cho mình. Thì họ gửi cho mình vẫn là mã FP nhé mọi người nhé. 3UG5. Đó là 3UG5. Mình có đánh cả 88D lẫn 88S, nhưng vì vừa rồi 88D của mình bị gãy mất mấy cây thì mình yêu cầu họ chỉ gửi 88D thôi. 88S thì mình vẫn còn. Đây là đây cũng là 88D nốt này. Mấy cái vật này đều giống nhau hết nha mọi người nhá. Đều là 88D. Đó là tất mọi người ạ. Tất cao cổ Singapore gửi cho mình, nhưng trên này toàn là chữ Nhật thì mình không biết là hàng Nhật hay là hàng Sinh. Đến đây tất mọi người ạ. 6 đôi tất, 4 cái vợt, 2 đôi giày. Đây nữa. Ăn bao vợt. Đây. Bao vợt mẫu mới năm nay. Và mình không nhớ không nhầm, hình như là đầu năm đánh giải toàn anh Kevin có đeo bao vợt này thì phải. Đúng rồi.
như thế mọi người ạ. Đây, mình để cái bao vượt ở đây. À, bao vượt này bao vượt này là có 3 ngăn mọi người ạ. Bình thường mình họ hay phát cho mình là bao vượt có 2 ngăn, nhưng bao vượt mẫu mới lần này thì nó có 3 ngăn. 3 ngăn mọi người nhé, 1 2 3, 3 ngăn khá là rộng. Đây. 3 ngăn. Sau đó là quần áo thi đấu. Đây. Áo mẫu mới. Mình mặc size M mọi người nhé. Do nách mình mặc M hoặc L mình đều mặc được. Đây là áo mẫu mới năm nay. Mọi người thấy mẫu áo này thế nào? Mình thì thấy nó khá là đẹp. Trong thi đấu thì mình thích nhất là mặc cái màu nào nó nổi. Thì đây họ cũng phát cho mình màu này. Thật ra là họ phát những mẫu áo này mình cũng không biết trước là họ phát màu gì. Thì kiểu như họ phát màu gì thì mình mặc màu đấy thôi. Nhưng mà màu lần này thì khá là đẹp. Đây một cái áo nữa. Giống hệt nhau. Đây, một cái áo nữa. Áo này màu tím. Hình như nó cũng giống mẫu áo da cam kia, nhưng nó chỉ khác là khác màu tím thôi mọi người ạ. Đây, còn nữa, cũng size M. Đây, một cái áo nữa. Đó là 4 cái áo. Quần. Quần màu xanh mọi người nhé, cũng size M nốt. Giống nhau. Hai cái giống nhau. Và một cái màu quần màu xanh nữa. Đây. Đây. Một màu xanh nữa, nó không đậm bằng màu xanh này, nó nhạt hơn một chút. Và một cái quần nữa. Trong này là hết rồi, chỉ còn mấy cái túi bóng thôi mọi người ạ. Thì đây, tất cả những đồ do Lex gửi đợt này cho mình là có 4 cái quần, 4 cái áo, là 4 bộ quần áo, 6 đôi tất, 4 cái vợt, 1 cái ba vợt, 2 đôi giày. Đấy, đây là toàn bộ trong thùng đồ do Lex gửi cho mình. Thì các bạn thấy đồ đợt này có đẹp không ạ? Và nếu các bạn thích video này thì hãy subscribe kênh YouTube của mình nhé. Và tặng mình một like. Và nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video hay về cầu lông, hay là các video hướng dẫn kỹ thuật của cầu lông, hoặc là video về đời sống của vận động viên, thì đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn tại video lần sau. Xin chào.